Chào cả nhà nghe, nay đi thăm dở lập ếch nha các bạn. Đúng hôm trời gầm quá trời luôn, không có mưa. Đây để cái lợp của mình đây. Có đầy cỏ, ơi, còn đừng có vài chọc à. Rắn, rắn, rắn các bạn ơi. Cái gì mà có bông qua vậy? Rắn nước, trời ơi, rắn nước. Rắn quan trọng nha. Con ếch nè. À, vô đây nó ăn ếch. Chắc vô ăn ếch rồi. Nó cũng trồng cẩy nha các bạn. Nhìn rắn chưa? Nè, thế này chạy rắn rồi luôn. Gắn ngớt nữa. Ngăn trọng không? Cái đầu tiên thấy hình đó. Đâu thời giờ thăm với nhà hai cái nha các bạn, đám vui này bữa nay muốn tàn nè. Tàn à, đây cũng còn đang bẻ trái là ơi. Mình đã gom ra nè. Gom để bay. Dạ thấy em ngu vậy. Giờ em ngu. Không có nào chứ các bạn ơi. Có nào chứ. Trên cái trồng dừa. Có quận. Quận không biết nhiều không. Chứ kiếm ăn được. Ngu, hang luôn. Hai lưng hai ếch ngon, hai lưng hai ếch các bạn ơi, nè hai lưng nè, hai lưng dần hính, hai lưng hai ếch nè các bạn. Hai con lưng hai con ếch. Đừng có về nấu chua được rồi. Rồi gom này để đây. Dạ hết. Con. 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 Đừng con.
Nhà đục nước rồi. Con ơi đang có nè, hai con các bạn ơi, hai con không có mưa chạy gì cũng ngon rồi đó chứ. Thôi mất bự, không mưa chạy gì cũng được rồi. Cái nước hơi đục đục mà chết vậy, đục mà chết chết rồi. Không chết các bạn ơi, con ếch bự nè, chứ đâu chết rồi chứ, ai nhà con ếch bự đó, không mưa đặng gì cũng ngon rồi chứ, chứ đâu chết rồi chứ. Quậy kìa, quậy kìa. Nó bự không, để thằng tung tung chứ vậy, coi thế đây đâu rồi, trời ơi, không có bự hung quá, không có bự hung mà vậy dữ ha. Trời ơi, không có bự không, không mưa mà đặng gì là cũng ngon ấy chứ. Ngay chỗ nó mới rồi, nó mới thằng thánh này, đặt lại còn lại. Đục, ồ có. Có các bạn ơi. Trời ơi. Nhái gì đâu hơi hết gì? Nhai còn cái này, đựng con, đựng con đó, đựng con nha các bạn. Đặt thử không có mồi á, không có mồi vẫn có này, hai con luôn, hai con luôn chứ không phải một con. Hai con luôn. Để dưa leo này nước đục cỏ đi thì cái cỏ đi quá. Đang sáng đang để dưa leo nè, rồi cái này đựng, đựng cá rô, cá rô ếch không có mồi nha, mình cũng vẫn chạy. Em này lên quậy gì? À, con cá rô bự, con ếch, con cua.
nè, không có mồi nè, vẫn cũng vẫn chạy. Mấy người đó, mấy người cũng được mười mấy, có 15 con à. Hàng ban luôn. Con rắn. Mấy con ếch. Rồi, mình về mình bắt ra cho các bạn xem nha. Đây đấy, bự đấy. Mẹ nước. Nước nước. Nước. Kinh không? Kiến la gai rồi luôn. Chà bá lửa. Nhắn thở tì tì. Ăn con ngồi con cá con tôi. Thank you.
ba lươn, hai lươn nè. Thịt ban lưng lưng như ngọc bách. Nói cái nào ba con đi. Chắc không cần mồi cũng chạy nữa. Em tới không có đặt mồi nữa. Nó gắn thở thi thì vậy. Gắn trọng á hả? Đặt nửa mồi nửa không là cũng chạy dạng bình thường. Mời mình chiều nay mình cứ đặt hả mời, đặt không cần mồi nữa. Ghê không? Rồi còn ba hai lươn với mấy cá rô đó chúng mình đổ sau.